Hello, xin kính chào anh em. Hôm nay em giới thiệu với anh em đây là cái nắp chia điện của Daihatsu Cityvan nhé. Đấy, nắp chia điện Daihatsu Cityvan. Đấy. Anh em cần thì cứ liên hệ với em nhé, qua số máy 0982 446061. Và đây là công tắc lên kính tổng, dùng cho xe Matiz 2 và Matiz 3 nhé. Nhưng mà đời này là đời nó có hai công tắc. Đấy, đời hai công tắc anh em nhá. Anh em cần thì hãy điện cho em qua số máy 0982 446061. Bên em ship hàng toàn quốc. Hãy đăng ký kênh bên em để có những cái video mới nhất em gửi tới anh em mình cùng xem nhá. Đấy, hàng rất chi là đẹp anh em nhá. Đấy. Ok, xin kính chào mọi người. Chúc mọi người một ngày mới thật nhiều sức khỏe.